Xin chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là mình mới đi lô mua được cái cây hoa hồng. Cây hoa hồng này là cây hoa hồng leo có tên là White Lady Pen. Đó, White Lady Pen Climbing Rose. Thì cái hoa hồng này có hoa thành từng chùm màu trắng rất là đẹp các bạn, và thơm đó các bạn nhìn thấy, còn gọi là Sowy Bloom đó các bạn. Và người ta cũng nói cái cây hoa hồng này rất là thơm, và nó có ba màu, màu trắng, màu hồng và màu vàng. Thì cái loại nào cũng đẹp các bạn. Thì ở lô đem về cái cây màu trắng này, hồi năm rồi thì lô đem về cái cây màu vàng. Thì các bạn nhìn thấy màu vàng hay màu trắng thì cũng rất là đẹp. Tại vì khi mà nó leo lên trên cái vàng của mình, làm cho nó cái treo lít đó, để cho hoa thành từng chùm như thế này nè các bạn. Đó, và nó rất là sai hoa luôn. Thì cái hoa hồng leo này, các bạn nhìn thấy là nó không có gai. Đó, các bạn nhìn thấy nó không có gai. Và cái lá của nó rất là nhuyễn, tức là không có to. Và cái lá của nó, mình đếm ở trong cái lá của nó được có 5 cái lá nhỏ các bạn. Thường thường thì những hoa hồng khác thì mình đếm được nó 7 cái lá, còn hoa hồng này thì mình đếm được 5 cái lá. Và có người nói rằng cái hoa hồng này thuộc loại hoa hồng rừng các bạn, nhưng mà nó rất là thơm nên người ta đem về trồng. Rồi sau đó nhiều người bắt chước nhau trồng cái loại hoa hồng này. Nó leo lên hàng rào và nó tạo thành từng mảng hoa rất là đẹp đó. Thì hôm và rất là lâu mình mới bắt gặp lô bán cái loại hoa hồng này các bạn. Các bạn nhìn thấy cái lá của nó rất là nhuyễn luôn, và nó không có bệnh, tức là cái cơ thể nó kháng thể được sâu bệnh, nên cái hoa hồng này các bạn ít khi nhìn thấy nó bị bệnh đốm lá hay là bị những con côn trùng của Nhật lợi phá hoại cái hoa của nó các bạn. Đó, thì cái hoa hồng này mình đi du lịch ở tiểu bang Washington đó, ở Seattle, mình có nhìn thấy người ta trồng nguyên cái hàng rào hoa hồng này. Và hoa hồng này có cái tên là Lady Pen, cái tên nó như vậy các bạn, rất là đẹp và nó có hương thơm ngào ngạt luôn. Thì khi mà lô nó bán, lô tìm lô bán cho mình, ương lên cho mình, thì các bạn nhìn thấy chỉ có một cái gốc thôi đó, một cái gốc nó lên hai nhánh, còn một cái này là một cái chậu nhỏ, còn cái chậu lớn là lô bán rất là mắc tiền các bạn, 89 đô một chậu như vậy. Nhưng mà nó cao cũng cỡ 2 mét các bạn. Và đang trổ hoa rực rỡ luôn. Nhưng mà Quỳnh Mai thì tiết kiệm nên mua cái cây nhỏ này
để tự mình chăm sóc cho nó cao lên, nuôi nó thì thấy cũng vui, nên mua cây nhỏ các bạn. Nói về hoa hồng thì hoa hồng có rất là nhiều loại. Loại nào nếu mà mình chăm sóc tốt cho hoa nhiều và đầy hoa thì mình thấy nó cũng đẹp như thường. Hễ hoa hồng là đẹp các bạn. Mỗi thứ một vẻ khác nhau, nhưng mà nếu nó sai hoa, nở tròn trịa, rồi có màu sắc đẹp thì nó cũng đẹp các bạn. Không có lệ thuộc vào giống tốt hay là gì, miễn nó được chăm sóc kỹ thì là nó đẹp các bạn. Đó. Thì hôm nay thứ sáu nên Quỳnh Mai đi shopping ở Lô và những cái tiệm bán cây khác như là Home Depot, Lô, rồi Walmart thì mình chọn được cái cây hoa này các bạn, nên mình chia sẻ với các bạn luôn. Nếu bạn nào thích trồng hoa hồng leo thì mua cái cây hoa hồng này về trồng rất là dễ. Nó không có eo uột và nó sống rất là mạnh, rồi nó lại cho hương thơm nữa các bạn. Đó, cho hương thơm rất là dễ chịu luôn, nên Quỳnh Mai mới mua cái cây này về. Thì mỗi cái chậu nhỏ như thế này thì các bạn nhìn thấy nó là 19 đô 98 sen nữa các bạn, cũng không phải là loại rẻ tiền. Đó. Nó còn mắc hơn những cái chậu hoa hồng mà hoa hồng cắt các bạn. Đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai tìm kiếm cái loại hoa này rất là lâu rồi, 2-3 năm. Thì kỳ này Quỳnh Mai mới bắt gặp nó được bán ở Lô, nên mua về luôn các bạn. Đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.